Huh? Anh em nghĩ mình có ăn được thanh niên này không? Nhớ bấm like và subscribe nha, và cùng coi hết clip này nhé. Anh hồi nãy giờ cũng quay clip mà mình ngồi mình hướng dẫn chưa thật rồi anh em à. Như anh em đã biết, ngày hôm nay mình hiện những cái phím ở trên màn hình này là để làm gì? Đó là một clip show phím. Show phím setting PC để thao tác làm sao cho nó nhanh. Team mình đã bị truy xét. Nút bắn thì tất nhiên là chuột phía bên tay trái rồi anh em. Còn nút ông nhắm thì tất nhiên là chuột phía bên tay trái rồi, tay phải rồi. Thì là chết một người. Thì cách thao tác đơn giản lắm anh em, mà mọi người nhìn vào cái phím mà người hình dung khi mình chạy thì mình bấm nút chì nút ship của mình là nút chạy nhanh. Rồi khi mình nổ súng thì cũng nè. Trời ơi, hên quá anh em, hên là có những người đồng đội bắn nét rất là tuyệt vời của mình nữa, cứu mình. Tới nữa rồi đó. Mẹ server mạt lắc này. Xin giới thiệu mọi người, anh ba của tôi tên là Vera. Anh ấy bắn ghê đấy. Anh ấy bắn được một người và loot thật nhiều đồ. Xin chào giới thiệu, anh ba là một trong những thủy thủ đắc lực nhất mà tôi tin tưởng. Mỗi lần có anh ba, ấy, đẹp trai phong độ là những thứ mà anh ba sở hữu. Trên đầu của anh ba có một người anh ba. Ê, top home. Ê, why, đằng sau, sau, no, đằng sau. Mình nói tiếng Việt đấy, hiểu. Hồi sinh rồi, anh ba có một cái chiến thuật rất là ghê. Nãy giờ này mà còn hồi sinh được, anh ba cứu được cả team rồi đấy anh em. Anh ba đang tự bơm máu chính mình. Đây là một trong những chiến thuật mà anh ba đã suy nghĩ ra vào những năm thập niên trước. Anh ba em dậy á. Rồi anh chị ơi, em sẽ nhảy công trời một mình nha anh chị. Coi như là hôm nay em làm điều em nhảy công trời một mình. Mà dù biết là trận này rất là nhiều người bắn hay, những người gọi là Paladin thân thương này. Em làm được anh chị ơi. Em là được chị. Em KS được mà anh chị ơi. Chết rồi, không có kỹ năng anh em ơi. Thật là đau lòng. Đâu ra mà đông dữ vậy? Nhảy sâu cũng chả sao cả. Nhảy sâu mà có súng trước thì sao? Thấy cái súng à? Lâu bị mất phím lắm. Giờ bắt đầu công từ từ vào này. Thấy bất công không? Mày bắn vô đầu 3-4 viên mới chết. Không thấy gì hết. Ba giây không phải là đùa đâu. Giết người trước.
Cứ có xe là được anh em. Mình bắn hay bị hết đạn mà mình cứ bắn hoài bắn. Really, nigga? Còn có mình chứ thằng đó thôi. Có 15 viên đạn nè. Mày tuổi gì? Cuối cùng cũng được tốt một. Yes.